Hưng Yên một ngày nắng gió. Đấy, các bác nhìn này, lá cây nắng gió này. Bây giờ em sẽ giới thiệu các bác là tiếp tục về hàng cục đẩy CB, CB Audio C4800, hàng mới nhập khẩu chính hãng. Đây là một cái sản phẩm mà bên em cũng đã cung cấp khá nhiều rồi. Bây giờ tiếp tục về hàng và những cái đơn hàng cuối cùng, giới thiệu toàn thể các bác những chiếc cục đẩy cuối cùng trước khi hết hàng, hết hàng trong series này của năm nay. Bây giờ là tự cắt thôi. Xem nguyên đàn nguyên kiện, hàng nhập khẩu chính hãng của CB Audio. Hưng Yên một ngày nắng gió Pro Audio này. Khui hộp ra, mời các bác cùng xem lại có hình con sư tử, nó cấm microphone để nó hò hát này. Đấy. Đây nha các bác nhé, nguyên đàn nguyên kiện. Trước tiên thì em sẽ cho các bác xem cái thông số của cái cục đẩy này. Con này thì máy là 800W một kênh, trên tải 1 kHz, đo tải 8 ohm. Thực tế thì nó sẽ dưới cái mức thông số này một tí, và nó sẽ phù hợp với một số cái dòng loa yêu cầu công suất chương trình nó tầm 800W, dưới 800W công suất chương trình. Với đây là cái mã 4 kênh, thì con này là 8 ohm là 800W nhân 4, 1 kHz, 4 ohm là 1120W, với tải 2 ohm là 1400W, 8 ohm bright dồn kênh là 1900W và 4 ohm bright dồn kênh là 2600W. Đó là cái thông số của cái cục đẩy này. Đây là hiệu suất thông báo của các dòng đẩy như là class A, B gì đây. Đấy, thông số so sánh này. Thôi rồi, Hưng Yên một ngày chở gió, bây giờ em cũng chở gió đây. Bây giờ em sẽ bóc cái cục đẩy này ra, quay cho các bác xem. Đấy, tiếp tục về hàng và những đơn hàng cuối cùng trong năm nay. Đơn hàng cuối cùng của cái mã sản phẩm của thương hiệu này trong năm nay. Và sẽ có những thương hiệu phiên bản vá nỗi và phiên bản nâng cấp tiếp tục sẽ về trong thời gian sắp tới các bác nhé. CB Audio C4800, sản phẩm nhập khẩu chính hãng của công ty CB Audio. Đó. Các bác xem nhé. Máy đây 4 kênh. Làm trông rất là đẹp. Đó. Em có nhiều cái vết nó hơi nhem nhem tí. Em kể luôn chứ em không giấu. CB Audio, QT Acoustic và Di Cộng Bản Sao cùng chung một nhà cung cấp. Em cũng kể luôn nhé. Với các sản phẩm sau này của CB Audio thì em sẽ tiếp tục cập nhật những cái sản phẩm ví dụ vang số, mic không dây, microphone, cục đẩy công suất bao ni, những hệ thống loa chuyên dùng cho karaoke gia đình, và có một số mã thì cho biểu diễn sự kiện chuyên nghiệp. Và bên hãng cũng đang báo là sẽ có một số sản phẩm cục đẩy công suất tương đối lớn về để phục vụ cho các bác đi làm event, tổ chức sự kiện vừa và nhỏ, tức là nôm na là các bác đi làm chương trình đám cưới. Đó, thì các bác nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp nhé. Sau đây em nghe điện thoại của các bác khách này, các bác đã chốt đơn và nên đơn với những đơn sắp tới, thì trong clip sau thì em sẽ test thử chiếc xúc này, chiếc đẩy này với cái hệ thống loa mà em đang có sẵn ở đây. Đấy, một số dòng loa đặc biệt có sẵn đây, ví dụ như là B15 Vision 2024 FN. Đó.